どうぞどうぞ。Bọn em trả tiền, nhưng mà cao quay phim mà ông đạo diễn phải ăn cơm cơm không nè. Không, em thử thách được, nghe kêu phải thử thách. Không, bây giờ mình thử thách lại đi. Bây giờ tụi em sẽ đi kêu một tô cam y chang như này. Mấy anh ạ? Bốn người ăn. Ăn hết trong vòng 8 phút. Ok, em đưa cái số tiền đó cho mọi người nhân đôi luôn. Cảm ơn. Nhá. Everybody eat. Sao nói lại, bao nhiêu người? Còn nếu như mà mọi người ăn không hết thì mọi người hãy trả hết cái chồng này. Quá đơn giản. Ủa, thì bị tại sao tụi anh phải ăn? Ủa, tức là thử thách. Một cuộc chơi fair play. Đúng rồi. Tự nhiên có mình bọn em bị nó rất là đâu có được. Trong khi mà hồi đầu bạn là cả ekip cũng tạo một chương trình thú vị mà. Trong khi có tụi mình làm trò hề là đâu có được. Thôi, nói chung là phải công bằng thì nói chung là bọn em cũng rất quý đạo diễn mà để đạo diễn này với anh quay phim. Nãy giờ thay ai cũng than đói rồi. Đúng rồi, nên là em còn cái gì trên bàn thì em mời mọi người ăn cái đấy. Ok. Không phải, nhưng mà bây giờ nó hết đồ ăn rồi. Không đúng rồi, cái vấn đề vui là quan trọng là ở chỗ này đấy. Ê, em đây, mang bát rồi đấy, em chia ra cho hai người. Tao ba người mà ăn đúng mà. Không, lần này là trừ sếp thôi. Ai được ai đặt? Ui trời, đất đặt. Sếp và ông Cường nói, cái chương trình này là thế. Nếu bây giờ em phải thách anh thì em phải kêu thêm anh cái gì anh ăn chứ. Không, tại sao là thử thách mình cũng kêu vô lý mà chứ. Là sao? Đấy, củ sữa là hành này cũng không phải chứ. Nè, cái này là em tặng mọi người một miếng nào. Em mời anh. Vâng, kính chúc mọi người ngon miệng. Quay ngày ăn. Hai phút. Kêu mà không hết thì sao? À, không hết thì trả hết tiền này. Nhanh lên, 30 giây rồi, nhanh lên, còn một phút nữa. Kìa, sao để lúc cơm cho anh cặp đắng nào. Quay kỹ vào, quay cận mặt, quay zoom tận miệng luôn. Sao hôm nay hết được? Quay đầu diễn á. Tấm lắm. Những cái gì mà anh kêu tụi em là anh sẽ làm được. Rồi đúng rồi. Để em tụng tập 4 phút rồi. Ok, 1 phút rồi đó. Phụ hộ ngọc này đủ rồi. Chứ đúng tội phạm như thế này. Em ơi. Đó là phong cách. Ok. Hồi nãy em nhận một con vậy. Ui xa ôi cái mặt. Thông báo cho hai bạn biết là đây là suất ăn tối của hai anh em luôn đấy. Ăn tạm đi, ăn coi được không? Một ngày nay. Mời đốt. Cục bắp cơm. 7, 6, 5, 4.